Vợ của Cố Hoài An tôi, cô cũng dám động vào à? Nhìn mấy người này ở trước mặt mình mà vẫn dám bắt nạt cô gái, anh ta lập tức ra lệnh cho trợ lý của mình phong sát tuyệt đối những ai dám động tay với vợ của mình. Nhưng cô gái không thể chấp nhận được việc bị lừa dối, vẫn chạy ra ngoài trong cơn tức giận. Hạ Hạ, em nghe anh nói, anh làm như vậy đều là nghĩ cho em. Em tin tưởng anh như vậy, anh lại coi em như đứa ngốc vậy, cứ như vậy lừa gạt em, còn nói là vì em, đó là bởi vì. Đừng nói nữa Cố Hoài An, em không muốn gặp lại anh nữa. Cố Hoài An nên rời đi nhỉ? Sao Cố Hoài An còn chưa đi? Cố Hoài An, anh sao rồi? Anh phát sốt rồi. Em đi gọi bác sĩ cho anh, đừng đi. Em không đi. Em dìu anh vào trong trước. Hạ Hạ, em đừng giận nữa. Anh bị bệnh rồi.